Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Không có cái bổ nào mà bằng cười chứ. Có nụ cười nó mới bổ. Ừ. À. Quý vị biết rằng con người mình mà thường vui vẻ, quý vị sắc diện vì càng ngày càng đẹp. À. Mấy vị mà buồn tức là nó đẹp không? Không. Nó buồn nó không có đẹp đâu. Mà nó buồn giết rồi cái mặt mình như khí khô vậy đó. Khô héo quý vị ư. À. Nó nên á, mình á, lùng lé hô súng gì mình cũng nên cười. Miệng méo cũng cười. Thấy không? Quý vị mà chỉ cần có nụ cười thôi là bị sanh duyên liền. Nhớ nghe, nụ cười thắng được khổ đau trong cuộc đời này. Quý vị cười là vì thắng được khổ đau à? Có nụ cười, có sự bình an là thắng khổ đau. Mà ai mà không muốn thắng khổ đau? Chứ nếu như khổ đau nó thắng mình là bị te tua. Khổ đau thắng mình là te tua, khổ đau te tua luôn. Đừng nói chuyện dẫn chờ. Có cái bà đó bà nghe những đức giảng, mà khi bà đẻ mà bà cười, chưa từng thấy luôn. Kinh khủng thiệt. Hồi đó giờ nó thiệt chứ chưa từng thấy cái bà nào đẻ mà cười. Tại vì bà nghe những đức giảng mỗi ngày. Trước khi mà bà đẻ bà gặp những đức, bà nói rằng kìa thầy coi nè, con đẻ con cười cho thầy coi. Nói sao biết được, nói là con kêu em con quay phim này cho thầy thấy. Bà đẻ bà cười, bà nói công nhận thiệt, đẻ mà cười đẻ mau thấy ghê. Như Đức nói đúng rồi. Như Đức hỏi quý vị nè, khi quý vị vui vẻ đó, tất cả tế bào vì cơ thể quý vị nó sẽ tự nhiên cái sự co giãn của nó đặc biệt lắm. Còn khi bị tức tối lên là nó cứng cơ lên hết. Ghê không? Nó tức giận mà nó cứng cơ chứ sao? Còn khi con người mình mà vui vẻ cơ mình nó dịu lại. Mà cơ nó dịu thì bị đẻ cũng mau nữa. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Đó. Thì coi bà đẻ mà bà cười. Hỏi bà đẻ bà gặn sao bà cười. Bà nói nè. Bà làm gì? Kinh khủng đi quý vị. Bà gặn đẻ mà kinh khủng vậy đó. Tại bà gặn nè quý vị. Nhìn nè, bà nhìn những đứa nè. Kinh khủng chưa? Người ta gặn đẻ thì giỏi lắm, chỉ mù hơ thôi. Này chưa đạt, chưa đạt tiêu chuẩn nên chậm ghê. Còn cái này mới lâu. Nhỏ thì coi ba cái thôi, nhỏ nó sợ nó chạy cái dù ghê. Cái đó là lực mạnh lắm đó quý vị. Bà cười ha ha, nhưng mà thật sự là bà gặn ghê luôn. Cười bà gặn nhỏ chạy ra cái dù. Mà tại vì bà vui thì bà vui nên cơ bà dịu hoàn toàn. Nó không có cái gì trở ngại cho nên thằng nhỏ chạy ra không bị cản. Còn quý vị mà cái kiểu mà bực bội la lối, hoặc là mà khi mà gặn đẻ mà tức tối chồng rồi đó, tại ông nên tôi đau này này kia rồi, là gọi là nó có trở ngại đường đi. Trong cái đoạn đường mà nhỏ nó chui ra nữa, có nhiều cái sự mà chướng khí chặn lại. Nên ra không được, nên gặn hoài không chịu ra. Còn cái giờ cái bà này mà chạy thật. Chạy cái vô ra. Nó công nhận ghê thiệt chứ. Đúng là cao thủ. Đúng rõ ràng không? Nụ cười có thể thắng mọi khổ đau. Hay chưa? Quá hay. À, đây là giảng mà gọi là đến đỉnh rồi đó. Bác sĩ còn hết hồn mà xanh mặt xanh mày. Từ xưa đỡ đẻ bao nhiêu bà chưa từng thấy bà nào mà như bà này luôn. Tự nhiên vô gặn đẻ người ta muốn chết cơ bà. Bà làm như kiểu đó. Chạy cái dù ra luôn rồi quý vị. Hình như Đức nói mấy cái đoạn này giảng bây giờ ai nghe cũng phải mắc cười. Chánh đạo hay ngoại đạo gì cũng cười. Tôn giáo nào cũng cười. Nói thầy giáo mắc cười ghê trời. Đó.
Nên những đức nói quý vị nghe nghe, chùa mình mà thứ bảy chủ nhật mà Phật tử không đến là đúng, là những đức nói quý vị thiệt thòi. Từ khi ở xa đi không đến được thôi, phải coi trực tiếp. Chứ ngoài ra mà nếu coi mà hiện tại mà ngồi gì là không đơn giản đâu. Cái năng lượng để tích tụ cho quý vị không có đơn giản. Nên những đức mà bước lên, những đức nói nhìn mấy gương mặt này nó chưa đẹp, nhưng mà giảng một chút rồi chàng ngồi nó đẹp, đừng có nói. Bữa chủ nhật vừa giảng xong bước ra gặp bà đó, bà đang đi ngơ gì đó. Cô nói gì thầy vậy hả? Cái gì không thầy? Sao cô đẹp thế? Quý vị thấy là mất cơ. Bởi vì mấy vị mà vui nghe, bị gặp cái sự trở ngại gì vị cũng vui, cũng vượt qua cực kỳ dễ luôn. Những đức nói nuôi bà già, mấy bà già bắt khảo đảo mình ghê lắm, khảo đảo kinh khủng lắm, rất là nhiều việc khảo đảo. Mới hồi sáng tự nhiên bước vô khu yếu, tự nhiên bà già bà gặp những đứa, bà chạy lỡ kêu đen con. Tự nhiên bà tác động nhanh nhất luôn, bà chạy lỡ bà ôm mình đen con. Nhưng đức biết bà ơi, bà nhớ con bà, mình nói mày hả tao đâu mẹ ơi, sao mới dò đầu làm con luôn này mẹ ơi con, trời ơi đen này sao đầu trong lông mình con, kinh khủng chưa? Đúng là mình nhạy bé nhất luôn quý vị, chúng tôi hết hồn biết làm sao. Cuối cùng mình thôi thấy cái tấm lòng người mẹ nhớ con tội nghiệp, tự nhiên gặp mình bay vô ôm đen con ơi con. Làm đưa tay làm đâu còn sao lúc này đầu chồng lâu bị cột. Nhưng đức nói mẹ ơi lúc này thời tiết độc tài quá, cô cạo đầu cho nó mát mẹ ơi mẹ. Kinh khủng quá quý vị. Mà nói nguyên một lọt luôn. Mà nói con lúc này làm ăn sao, con vợ con sao, rồi mấy đứa cháu của mẹ sao, rồi vợ con khỏe lắm, mấy đứa cháu của mẹ đứa nào đứa nấy nó nhớ mẹ dữ lắm mẹ ơi. Mẹ ở đây cố gắng tu ở với thầy Đức cho tốt kìa mẹ, để con yên tâm, để con ở ngoài đời con lo cho gia đình với mẹ. Nói rồi sao mỗi năm tám giỗ quậy con có cúng kiến ba con đào quà con có làm đúng luôn mẹ ơi. Mình làm theo luôn quý vị chứ sao giờ. Nói con làm đúng lắm mẹ ơi, mỗi năm tám giỗ con cúng chay không à mẹ ơi. Thấy không? Xong rồi nói thôi cô chào mẹ con về, con có việc. Mình vừa bước ra xong mình bước vô nói cậu chào cậu thầy Đức đến. Mình tác động trước liền, chúng ta bắt kêu đen nữa thì sao. Tại vì mấy bả đang lẳng thì bả gặp mình bả kêu đen thì bả làm trước thì mình chịu thua. Nhưng mình bước ra xong mình bước vô nói thầy Đức đến cụ. Bả nói à chào thầy. Tỉnh hồn quý vị, tính hô quý vị kinh chưa đó. Nên chỉ một ý niệm cuối cùng của chúng ta là cực lạc hay là ta bà là mình đó, quý vị thấy không, kinh không? Mình vừa dặm một cái là bả đen con liền, mình chịu thua luôn. Giờ mình có giải thích cũng không được, bả đen con rồi còn cái gì nữa. Mình vừa bước ra mình bước vô nói thầy Đức đến thăm cụ nè cụ, cái này về chào thầy. Mới thì chỉ một cái lặt tay thôi là tự chào thầy lại liền. Ủa khỏe không? Khỏe à, hồi nãy cô nói chuyện ai hả? Nói với thằng đen con tôi. Bởi vì nhà Đức nói quý vị nuôi bà già mà không khéo mình khùng thôi mấy bà. Khùng thiệt cứ gì, ba trợn thiệt chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Không phải đơn giản quý vị ơi. Nhìn từ cái chỗ đó mình mới thấy tấm lòng của người mẹ, đặt để con vào tâm nhiều năm nhiều tháng. Bây giờ đến lúc lẳng rồi nhưng mà vẫn nhớ đến con. Mình như vậy mà bà gờ đầu mới nói rằng là đen con sao đầu con trọc lâu bị cầu. Mẹ ơi thời tiết đông đại quá, con cạo đầu cho nó mát như mẹ ơi. Thấy chưa? Cái giải thích này không đơn giản vì nó nhanh lẹ kinh khủng. Nó hỏi bà hồi nãy bà gặp con, bà thấy con mà sao nó khỏe lắm. Lúc này nhỏ mập quá trời mập, còn biết nó mập. Kinh thiệt chứ. Ôm mình bà dò đầu mới nói nhỏ mập. Vì đứa hỏi nó mập bằng những đứa không, nó cỡ tương đối giống chị. Ngủ ghê chứ.
Bây giờ mình càng nghĩ đến mình nghĩ thương cha thương mẹ vậy. Nghe không? Mình càng nghĩ đến tự nhiên mình thương người già. Tại vì họ cũng có một cái tấm lòng họ thương con họ. Nó, tại vì mình chưa sanh con mình chứ, khi mà mang nặng đẻ đau rồi. Khổ đau mà mình gọi là con nó nằm trong bụng mình 9 tháng 10 ngày. Tự nhiên trong tâm mình nó dính mắt thương con mình dữ lắm chứ không giỡn đó quý vị ơi. Tại vì sao mà thương dữ vậy? Tại vì cái đó là cái nghiệp duyên nó chiêu cảm giữa mình với con, cái tình nghĩa nó nặng sâu hơn người bình thường. Nên nó đặt nặng lắm và nó khó thế nào buông được cái ái tình đó lắm. Nó nói ái không nhiễm không sanh ta bà mà. Niệm không nhất thì không sanh hộ pháp. Hiểu chưa? Nên quý vị biết rằng chúng ta khi nuôi người mình phải nhìn ra mình may mắn mình đi tu trẻ. Nên cái tâm mà mình gầy dựng nó mạnh hơn người già. Người già là thằng xấu hổ yếu rồi. Nên cái gì mạnh nhất là nó thoát ra trước. Nên mình cố gắng tuổi trẻ mình gầy dựng cái tâm giải thoát cho nó mạnh. Đừng có để luống qua đến tới tuổi già khó tu dữ lắm. Chứ không giỡn đâu. Mình nhiều bà già mình nuôi bà chơi chiêu ghê lắm. Làm như cái tuổi già là nó hiện lại cái tuổi trẻ. Nó nói trẻ không hoa còn già lú lẳng. Già rồi tự nhiên nó lú lẳng rồi nó nghĩ đến cái tuổi trẻ mình quậy phá hay sao sao tới tuổi già nó làm gì đó. Ngộ lắm quý vị. Có bà cụ bà đang nằm bà làm mắt bà làm nè. Chớp. Xong những đức cũng thấy gì như đức lợi. Cụ cái gì cụ ngủ chứ. Tự nhiên bà mở mắt bà nè. Hề. Kỳ cục ghê trở. Bị kinh khủng không? Bà chơi vậy đó. Tự nhiên é. Lấy tay bà chọt cho hai mắt mình. Nhờ mình cũng nhanh mình nhắm. Mình nhắm hai mắt mình đó nè. Lè quê. Kỳ cục thiết ghê tôi tao. Chậm là bà chọt vô con mắt lòi con mắt rồi. Giờ thưa kiện ai bây giờ? Ai mà thưa kiện bà điên? Nghe quý vị? Nó ghê chưa? Nuôi người già nó lạ dữ lắm quý vị ơi. Mà nó tác động nhiều cái mà bất tử mà mình không thể nào trở tay kịp. Nên nuôi người già, cái tác động của người già mấy anh em phải cẩn thận. Tại vì họ ưa tác động bất tử lắm, nhất là những cô nuôi người già. Tại vì có khi cái nghiệp quan gia của họ nó xâm phạm luôn á. Để mà gọi là nó chuyển hóa mình luôn, nó làm cho mình phải mất di phước hết. Nên mình hết sức cẩn thận. Nó bị, những như Đức kể vì nghe câu chuyện với nuôi người già mình phải tưng tưng. Cũng có mà khùng khùng cũng có, bách trận cũng có, mà diễn sức cảnh nào cũng được thì nuôi người già nó mới đạt. Nên có cái cô đó, cô nói là cô muốn xây cái gì dưỡng lão, cô gặp những đức xin thầy chỉ cho con cái cách để nuôi người già. Những đức nó không biết chỉ làm sao luôn, tại vì nếu mà chỉ là nó ghi tá lả âm binh, cô biết làm chỗ nào. Nên cô chỉ cần chân thật phát tâm, nghề dạy nghề, làm từ từ tự biết. Nên nó rất là lạ cái tác động của cái người già đến với mình, nó kỳ cục chứ lắm. Nó có khi mà ngồi mình đang tiếp Phật tử mình khen mấy bà cụ chùa bà niệm Phật bà vui lắm, bà an lạc dữ lắm. Mấy cô nhìn bà vui, thấy mặt mày nào sáng sủa, nói chuyện được. Công nhận mấy bà cụ này dễ thương, đi vòng vòng thấy bà niệm Phật bà nào nấy quá dễ thương. Dễ thương lắm, bà niệm Phật vui, bà nào nấy được lắm, nói nghe lắm rắp. Vừa nói xong hai bà đi tết nói cái gì đây. Trong lòng mình thấy nhục nhột rồi, mình nói mấy chú đâu hết trơn người ta. Chẳng hay bà già lại nghi có chuyện tới. Bà bước đến bà nói, thầy, cái gì không? Đi ra sao, chú gặp sao? Chú gặp sao hay không? Không, gặp bây giờ, nó cái gì đây? Có chuyện gì không? Nó ở cái đầu Phật tử ngồi, thầy cứ sắp xếp bà cụ, có chuyện gì thầy? Thầy xử lý giùm, bà lấy cái quần của con. Nó hỏi à, quần gì? Nói quần xì. Quần xì để chút tính. Nó nhỏ nhỏ nó về đi. Quần xì chút tính sao? Chút mua cho quần khác không sao đâu. Để tiếp Phật tử chút. Không phải xử bây giờ à. Làm vì dễ tức quý vị. Mình nó kìm lại. À gì đó nói sao quần bà sao mà lạc lòi sao mà hai bà dành việc nói quần con màu xanh mà bà nói cái quần màu xanh này của bà thầy coi cái quần nè. Bà đưa ngay cái bàn, bà đưa nguyên cái quần xì bà để ngay cái bàn.
thầy xử cái quần này của ai? Bây giờ bà muốn xử phải không? Quần này của tôi. Hôm qua tôi mặc quần màu xanh bỏ quên ngoài đó đó. Của tôi. Mấy chú dẫn cái bài bà già đi chỗ khác. Xong Phật tử hỏi, ủa hai bà này hai bà nào thầy? Vậy Đức nói hai bà điên mới vô hôm qua. Cái chùa niệm Phật không mà cô, mấy bà già dễ thương lắm. Chỉ có hai bà này bà điên mới vô hôm qua. Một bà thì ở Bến Tre, bà ở Bến Lức. Con cái đưa vô cộng tu thử rồi sao. Nên lu bu lộn xộn vậy thôi chứ mấy bà già chùa đặc biệt lắm. Thấy không? Mà đây là thường trụ mấy bà già trong chùa. Nên quý vị nhớ. Tại vì sao? Vì cái thời gian đi tu trễ quá. Quá trễ. Nên bây giờ cái tâm thức của mình nó đặt quá nhiều thứ trong tâm nó nặng. Nên từ nơi đó mà mình hết sức là thông cảm cho cái người già. Có những người thì cũng dễ lắm nhưng có những người cũng khó tính. Thấy không? Trong cái cuộc đời này như bàn tay có ngón dài ngón ngắn mà quý vị. Ở đây là cõi ta bà mà đâu phải ở cực lạc Tây Phương đâu mà con người ai cũng đặc biệt hết. Mình đi vô trong chùa mình tu đông người gì chứ cũng có những con người nó kỳ cục lắm không có chuyện giỡn đâu. Lên chánh điện thì cũng lên chánh điện lễ vậy đó, tu vậy đó nhưng mà về phòng là khác. Chứ khi về phòng nó nghiêu ngao nói chuyện tào lao bác xế nó này nói kia, chăm thọt đủ nhau tá lả âm binh. Nó chăm nó thọt kệ nó mình ngồi. Thấy không? Ai muốn mình chăm thọt theo. Nên mình ở trong cái chỗ đông người là mình duy trì được cái tâm mình hay không? Cái này là cái quan trọng nè. Nó nên tu giỏi hay tu dở là ở chỗ đông người này nè. Nó mới là luyện công phu thứ thật. Chứ ai muốn mình nói thấy không chí? Thấy không? Ai muốn nói thấy không chí làm gì cho nó mệt. Nó đó là cái điều mà những Đức nhắc hội chúng đông người ở chung với nhau. Phòng 6-7 người mới biết mình tu làm sao. Cả mà lên trên chánh điện mà còn có chuyện lôi ra để xử. Hai bà lễ Phật, một bà lễ vừa khơm suốt, hồi chiều cô Châu vừa kho nồi mắm cho ăn. Kết hợp thêm người ta cúng được mấy cái hộp mà mấy cái hộp sầu riêng. Chèn ô cô luộc luôn. Chiều mới cho ăn hộp sầu riêng với một nồi mắm. Cuối cùng bà lên chánh điện bà tu, bà vừa khơm cho địch cái tủn vô mặt bà kia. Cái trái đầu tiên là cái bà kia bà nhịn được rồi. Lễ năm môi là Phật qua rồi một chút bà dứt thì một trái nó bơm nữa. Bà này bà nói hai trái là cho cơ hội. Kể bà luôn cố gắng niệm Phật nghe thầy Đức dạy nhẫn chịu hết luôn. Cuối cùng trái thứ ba bà dứt thêm cho bơm nguyên tử. Nguyên là dùng hết công lực 100% quất một cái bùm. Bà này bà nói là trái thứ ba không bao giờ tha. Bà lấy cái tay bà giọng vô cái đích. Tức quá tức quý vị. Trái thứ ba thì cũng nổi. Mà gặp một hồi chiều này mới vừa mắm ruốc. Mắm nồi mắm vào thêm hộp sầu riêng. Hai cái kết hợp lại. Ăn vô bao tử mà hai cái đó nó lội. Hai lội nó kết hợp lại. Thì bị biết cái mùi của nó không đơn giản chút nào. Mà bà chơi ba trái sao chịu nổi. Trái thứ ba rồi chịu không nổi. Cuối cùng cái bà này dùng hết 100% công lực. Bà dùng giáng lâm thập bát trưởng giọng vô cái đích bật kia. Nghĩ cỡ nào chứ. Thì bị biết rằng á, thì nó đã là nó bị xì hơi 3 lần vậy mà lấy cái tay mà giọng ngay cái đích. Thì bị giọng ngay thì nó dội hơi lên trên. Ở trên nó bảo nó ngậm lại phải đích xuống một phát nữa. Chơi giống như mà gọi là công lực mà gọi là bị ứ vậy. Áp xuống một cái nữa. Rồi hai bà bước ra ngoài cửa lộn xong. Dẫn qua gặp những Đức. Thì những Đức gặp những Đức hỏi chuyện gì. Bà nói là bả đích vô mặt con. Thầy xử đi. Thử thì sao? Cuối cùng những Đức nói thì bà địch vô mặt bà lại. Bây giờ giờ này hiện tại như Đức đang ngồi đây nè. Bây giờ bà địch vô mặt bà xong. Bây giờ bà địch vô mặt bà lại là quề. Bà địch được không? Nó nói không. Không thì thôi. Nó không? Trong giới kinh nói rằng dặn người không để qua đêm. Chỉ cần đêm nay mà bà không địch được thì ngày mai là không có chuyện gì xảy ra. Không có nhắc nữa nghe chưa? Kinh không? Bao nhiêu chuyện mà giải quyết mấy bà cụ già không đơn giản quý vị ơi. Nó còn một cái câu chuyện mà hai bà giành cái quần dài. Hai bà một bà nắm một cái ống gịch qua gịch lại gịch tới gịch lui. Cuối cùng những ăn xử không được. Dẫn đến gặp những Đức hai bà mỗi bà vẫn cầm một cái ống đi theo.
Tại vì gịch mà cái quần mai nó cũng chắc, vì hai bà già yếu gịch không nổi, thì gịch tới gịch lui, cò kẹt. Cuối cùng những ăn xử không được, dẫn lên gặp những đức, hỏi lý do gì. Bà nói là hai bà giành một cái quần, mà bây giờ hiện tại một bà cầm một cái ống, bà cầm cái ống quần đi giật, đúng không? Thì kinh khủng không? Cuối cùng những đức xử sao? Những đức nói hai bà buông cái quần ra. Bà nói buông ra làm chi? Buông ra đi. Mấy bà biết cái quần này của ai không? Quần của tôi, không phải quần của hai bà. Xong rồi đứng tại chỗ đó cầm cái quần bặn vô luôn. Tôi chặt cứng. Cái quần này chặt cứng sao quần của thầy? Nó cái quần tôi lúc còn ốm. Kinh khủng chưa? Hai bà quầy tiền mắc cái quần. Gặp Như Đức là quần nào cũng mắc hết chứ. Sau này những quan xử lý cũng vậy, nó quần của tôi. Quần xì cũng của tôi mà quần dài cũng của tôi hết. Thử có còn nói dòng do gì không? Rồi cuối cùng á, mình phải làm sao? Mình kiếm mỗi bà một cái quần mình đưa bà mừng, im re. Không còn nói chuyện gì xảy ra nữa chứ. Tại vì sao? Vì mỗi bà được cái quần rồi. Chàng ô, mấy bà cụ trong chùa không có đơn giản, chúng trong chùa đông mà. Quý vị biết rằng á, thêm một cái nữa là cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ lòng tham, con người ghê lắm. Mà nó thành ra cái tâm trạng giống như nó bị mơ hồ, quý vị ơi. Trong cái chỗ chùa đông đúc, quý vị, nó có cái thành phần này nữa. Lạ kỳ. Mắc quần không mắc áo. Quần mắc quá trời luôn, không biết sao kỳ cục. Cả mấy cô trẻ, mấy cô nói, kỳ thầy ơi, quần của thầy cho mắc hết. Những đứa hỏi quần gì, là quần nhỏ. Sao kỳ cục phơ, nó lấy hết trơn. Những đứa nói, chắc chắn chùa này có chừng có biến thái vô. Chứ trong chùa này thì không có. Mà biến thái ở ngoài nó vô. Có một cái loại bệnh nó kỳ cục lắm quý vị ơi. Ở ngoài đời công an nó bắt. Mà giàu nghe quý vị. Chạy chiếc xe hơi chạy du. Đến ngay sào đồ, tưởng làm gì, lỡ hung cái quần. Chàng là chàng, nó kỳ cục thế ghê. Thấy chưa? Rồi nó lấy quần đẹp gì, làm gì, ngắm chưa. Thấy bệnh hoạn kỳ cục chưa? Vì thấy cõi này cái thứ gì cũng có chưa? Nó. Rồi thêm một cái nữa là nghe, có những người bị quan tưởng lạ kỳ lắm. Sống trong cái đại chúng đông nghe. Có một bà cụ lúc trước bà mắc nghe các cụ. Mà cái bà mà như vậy là chết là kỳ cục lắm nghe các cụ. Chuyên gia gút quần của mấy bà già. Khi bà chết xong trong cái tủ của bà, nên sau này những đứa kêu phải xét tủ đó. Mỗi tuần là phải đi dọn tủ, coi tủ có cái gì. Gọn hết. Vì những đứa đã gặp trường hợp này rồi. Trong cái tủ bà mà cắt 50 cái quần. Xếp 50 cái quần. Gom quần lấy tá lả quần, cuối cùng ai cũng mắc quần, nó làm loạn trong chùa lên. Thì nghiệp quan gia nó làm ghê chưa? Khi mình quản chúng rồi nó làm đủ cách cho mình loạn tâm. Mắc quần nó lên nó mét mình không biết làm sao luôn. Sao kỳ cục trời, sao mắc quần quậy vậy? Nó thấy kinh chưa? Mà nó tham lam, cái tâm nó không phải muốn mà. Nó nghiệp duyên nó lôi kéo, nó làm cho người này phải lụm quần lấy quần. Rồi để xếp tùm lum tùm la trong cái tủ. Khi chết gì này các cục? Tham quá le cái lử. Nó nên đó nghe. Ghê lắm các cụ. Trong chùa đông người cái thứ gì cũng gặp qua. Cái lòng tham nó chiêu cảm thời gian rất là lâu. Nên con người mình khi còn trẻ như là phát tâm đi tu. Khi mà còn trẻ như mà được đi tu là cái phước duyên lớn ghê lắm. Vì mình còn sáng rồi, cái trí tuệ mình nó còn mạnh. Nên cái sự tích tụ của mình về Phật Pháp nó mạnh hơn. Và nó giải tâm cao độ hơn. Khi tâm mà nó giải được thì con người mình mới giác ngộ. Còn bây giờ cái thời gian đi tu quá trễ rồi. Có nhiều bà cụ cũng sáng lắm. Nhưng mà nhiều bà cụ bà mình nói không có được đâu. Mình nói bà đầu này bà quên đầu kia, nói đầu kia bà quên đầu nọ. Bà ngồi bà nghe vậy bà vỗ tay sùm, hỏi bà hiểu gì không? Bà nói không. Ừ. Thật sự mà nói bà không hiểu cái gì, nhưng mà bà ngồi bà chơi bà vui, bà thích gì đó. Nó, bữa nay đúng ra cũng đem qua tặng các cụ cái khăn. Nhưng mà cuối cùng là suy nghĩ là không có đem qua. Biết sao? Chỉ có 1000 cái à. Mà 1000 cái thì mấy đầu tràng này gom đây đâu đủ đâu những quán. Mà tặng mà không đủ là kẹt. Cho đồ mà không có nó chữ chết mù. Ừ. Bị ô, có đồ cho không đơn giản đâu bị ô.
Cái đợt mà hôm tặng khăn bên hộ pháp, chàng mình chuẩn bị khăn nhiều quá chàng luôn, mà đến quá trời đông, cuối cùng thiếu đâu mười mấy bà, vì mà lên mạng chửi mình quá trời chứ. Nó nói xạo, qua đến từ sáng tới bây giờ chưa không có một cái khăn cho. Thấy ghê không? Kinh khủng chưa? Nó ở tao xạo vậy được không? Thấy chưa? Không đơn giản đó quý vị. Mà bữa nay mà đem qua 1000 cái đi, nhiều bà mà không có đi chút, bà đi vòng vòng ở gì bà nhâm nhi. Ừ, nên thôi để đó đi, lấy quay tới Phật đản rồi. Còn bây giờ tính ra bữa nay mùng mấy rồi? Bữa nay cũng sắp sửa mùng 8 rồi phải không? Bữa nay mùng 7, mùng 8 gì rồi đó. À, mùng 8, nay mùng 8 nè. Đúng rồi. Bữa nay mùng 7, ngày mai mùng 8. Là còn đúng một tháng nữa tới Phật đản rồi. Nên bữa đó có 30.000 cái khăn. Nên người trong chùa ai cũng có cái khăn của ngày đó hết. Chứ bữa nay mà đem qua 1000 cái là nó không đủ. Cái chỗ mà cái bà bán khăn này sao bà đem lại 1000 cái? Mà đặt bả nhiều lắm mà sao bả đem lại mới có 1000 à? Ngày mai mới có đem lại không? Chủ nhật này mà về kéo về ào ào mà không có khăn là có chuyện xảy ra nữa. Chốn luôn. Chủ nhật này mà khăn mà chưa về là cái như là thôi. Tới giờ giảng mấy chú thông báo thầy bị sốt. Hiểu không? Ghê thiệt. Thấy chưa? Nên từ đó mà từng chủ nhật này nè bắt đầu y y vậy nè. Ngộ quý vị ơi, cái chùa mình ngộ ghê á. Cái món quà gì mà chùa mình tặng người ta, ta quý lắm quý vị ơi. Mà nhờ quý vậy nên nó cảm ứng. Nó giỡn đâu, chăng quý nên cảm ứng. Như bây giờ mà cái hội chúng mình mà tròn khăn gì nè, mà quay phim lên nó đẹp, đừng có nói quá trời đẹp. Nó rất là đẹp. Nên ví dụ như mà mấy cô được quán khăn gì cũng được nè. Hoặc là khăn quán khăn mà quéo quéo giống nhỏ này cũng được nè. Còn mấy anh em nam đừng có xỏ khăn hai bên gì, giống cô gái Bến Tre lắm. Nó ngộ lắm. Nó yếu nghe. Giống như chú Tâm mà thấy ông để cái khăn về dài gì nè nghe. Một hộ kệ bữa khác đi làm sao đâu. Chú Tâm này nè, chú Tâm này, chú Tâm quản chúng bộ tháp. Mà ông đi ngoài đường mà ông để cái khăn dài vậy, ông đi mới làm nè. Đi, nó chèn cơ. Mình chạy xe phía sau mình nhìn mình tưởng nó, ủa cái cô nào đi vậy ta? Chùa này có cô nào cao ghê ha. Chạy tới nhìn chú Tâm. Yếu quý vị ơi. Ừ. Một là tròn gì cũng được nè. Hai là soạn ngang. Nó hai kiểu đó thôi. Còn dài gì ngộ là nó yếu nghe quý vị. Nhìn nó yếu lắm mà nhất là đi đường nghe. Nó quăng tới quăng lui. Quăng tới rồi giống hệt cô gái Bến Tre với ông đi. Ông áo mẹo ngộ lắm. Mà nó không đẹp nghe. Quán gì đẹp nè. Hoặc là xỏ ngang, xiết cổ họng lại. Thì nó đẹp. Nên trong chùa mình, khi những đức giảng vui, nhưng mà có rất nhiều việc để mà nhắc chúng trong chùa. Như bữa đó mà có cái bài pháp mà câu hay Phật niệm đến cùng đó, những đức có nói là mỗi tuần thứ bảy bắt lần, bắt bài pháp đó có lợi ích đó. Tại vì sao? Nhắc chuyện ở trong chùa. Nhắc nào là ăn uống, nào là đồ đạc, nào chuyện này chuyện kia phải quy tắc. Rồi những lăng, những quan cứ theo đó mà nhắc hoài, viết chúng mình nó ta hiểu. Mình ở trong chùa, mình đừng có tùy tiện. Mình tùy tiện là mình hết duyên hết phước à. Nó lạ lắm. Cái vô hình chung của cái tùy tiện là hết duyên hết phước. Những đức nói là hai bên vai mình có hai ông thằng. Một ông thằng ghi phước, ông thằng ghi tội. Bây giờ mình có trốn ở đâu mình làm tội thì cũng có ông thằng ghi tội, ông ghi à. Còn mình có làm thiện mà không ai nói tới mình cũng có thiện nữa. Bây giờ những đức hỏi quý vị, bây giờ có người ta đa phần làm thiện là ghi ra bao nhiêu từ sớm, nhưng mà làm ác thì không ghi, mà cuối cùng có đi đọa không? Có. Nên từ nơi đó mà hai ông thằng này ông đều ghi phước, ghi tội cho mình. Nên mình ở đâu mình làm cũng có người biết hết trơn á. Mà trước nhất ai là người biết trước nhất? Ai? Mình. Mình làm thiện làm ác là bản thân mình là người biết trước nhất nè. Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta quý vị à, ở trong ngôi tam bảo, cái lòng tin nhân quả của mình nó phải nghiêm túc. Nên mấy anh em mà vô chùa tu, lòng tin nhân quả phải nghiêm túc. Khi lòng tin nhân quả đã cực kỳ nghiêm túc là mấy anh em sẽ nghiêm túc. Còn nếu mấy anh em không tin nhân quả nghiêm túc, mấy anh em sẽ thất bại á. Tự nhiên khi làm việc nó cũng trốn đâu này trốn đâu kia. Tranh cạnh nói chuyện người này làm nhiều, người kia làm ít.
Tại vì sao? Không tin nhân quả. Nếu mình tin nhân quả rồi thì ai làm nhiều làm ít kệ người ta, để cho người trên ta quản lý. Còn bản thân mình làm tròn cái trách nhiệm của mình cho tốt đi. Nếu ai cũng là người tin sâu nhân quả thì thật sự cái ngôi chùa này nó đặc biệt dữ lắm. Từ cái ăn uống gì nó, những đức nó rõ cho mà biết. Ở bên hộ pháp bên mà có một con nhỏ mà tới giờ ăn cơm rồi nó đi ra, sao nó lấy cục nước đá. Như đức nói, những đức kêu là như đức nó không được ăn uống kiểu đó luôn. Chùa uống nước đá thì mình cũng uống, còn chùa không uống mình không được uống. Tại vì sao? Một cục nước đá này không có bao nhiêu tiền, không nói đến tiền, mà nói đến quy tắc ở trong chùa chứ không nói đến tiền. Không nói đến tiền, ở trong đây mua 100 cục nước đá cũng được nữa. Nhưng mà quy tắc là người ta không uống nước đá, mình đi lấy uống sao có được. Tại vì ngôi chùa là một tổ chức, nó phải là căn nhà mình. Mình muốn làm thì mình làm. Nên mình đi vô đây là nó theo cái quy tắc đó, đó mình mới có giữ được, duyên giữ được cái phước của mình. Hiểu được nguyên lý này rồi, quý vị là người tin nhân quả. Quý vị nhớ rằng một cái hầm hố gì, nó chỉ cần xì một miếng nước thôi mà không nhém lại liền. Nó nhỉ nhưng mà nó chảy cả cái hồ nước sạch đó. Nó nhớ kỹ, cái phước báo của mình cũng vậy. Từng chút mà nó khẽ khẽ giết sạch, duyên sạch phước. Nên mình tu mình phải tin sâu nhân quả. Mỗi ngày của mình tích tụ phước duyên. Làm việc tu hành tặng đáy lòng. Có việc thì cùng làm, không có việc lên cái điện tu hành thờ. Thì bản thân của mình tích tụ được phước duyên lớn thôi. Có những người vô chùa tu cùng thời với mình, người thì tu được lợi ích, người tu không được lợi ích. Là do mình khéo tu hay không khéo tu. Có khi nhiều người ta ngồi xuống là ta nói tầm 3, tầm 7, nói tầm 7, tầm 3. Mình gặp những trường hợp đó mình tránh liền. Tại vì sao mình không thể nào bắt cặp vào chỗ đó được. Mình giữ duyên giữ phước của mình đi nói làm chi. Cái gì nó cũng có cái nhân có quả, ai gieo nhân gì gặt quả báo nấy à. Nên có phước thì có phần, không cần nó cũng có, nó hãy tin nhân quả đi. Chừng nào nó đến với mình, nó sẽ đến với mình. Đừng bao giờ nói rằng tôi làm nhiều mà tại sao không nghĩ đến tôi. Vì phước duyên mình chưa đến. Nên còn phước duyên người ta tuy làm ít nhưng mà nó đến. Là vô cái nhân người ta đã gieo mạnh hơn mình. Còn đời này mình mới gieo nhân mà cái nhân mình đời trước gieo ít. Nên từ nơi đó mà cái quả nó chưa đến liền. Nên mình tu mình phải tin sâu nhân quả. Mình đừng có bao giờ tranh cạnh, đừng có bao giờ hơn thua. Nếu người tu mà có tâm tranh cạnh hơn thua thì không phải là người tu có tâm giải thoát. Nhớ nha. Nên người còn trẻ tuổi đây nè, nam nữ đâu nè, phải nhớ phải tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả đi, người ta được cho đồ kể người ta, còn mình không được cho đồ thôi. Mình tin sâu nhân quả, đừng có bao giờ mà gọi là mình đi phê phán bực bội. Có nhiều Phật tử ngoài đời mà khi mà tặng đồ mà tới tay bả mà hết, bả nói xui thế ghê, ôi dụng câu này chi vậy ta, làm gì xui. Người ta có mình mừng giúp cho người ta chứ xui gì. Mình có cũng được mà không có cũng được chứ mình xui gì, có gì đâu xui. Hả quý vị? Đó, phải nhận thức như vậy thì con người mình tu có kết quả liền vậy đó. Đó là những điều những đức chia sẻ rất là đơn giản. Mà lúc vui có, mà lúc nghiêm túc có, rõ ràng. Để cho hội chúng của mình càng ngày nó càng tốt. Nhớ kỹ nghe. Nên trong cái thời cuộc này bây giờ mà nghe nói quê những ăn mà nó trồng phải lan mà không ai mua. Năm ngoái thì cam, năm nay phải lan. Nói vậy coi, phải lan trồng xong không ai mua. Khổ chưa? Nên con người sống bây giờ càng ngày càng khổ. Làm ăn càng lớn thì càng khổ. Nhiều người làm ăn lớn mà nợ nần cũng nhiều lắm. Mà chùa mình đông gì mà cái kho gạo vẫn có gạo nấu ăn. Mỗi ngày cũng ăn uống cũng thay đổi này kia. Ăn chay gì cũng được lắm rồi. Đây là cái phúc đức niệm Phật mà ra. Nên chúng ta mỗi người phải siêng niệm Phật. Đi đến đây cộng tu đi chăng nữa, chúng ta cũng phải có một cái tâm mà gọi là mình hộ trì tam bảo. Dù mình không có một cắt bạc cúng dường, nhưng mà mình bằng một cái tấm lòng mình, là bản thân mình phải nghiêm túc đàng hoàng để mình cúng dường cho tam bảo. Chùa đã không nói rằng là mình không được đi ra ngoài thì mình không có trốn đi ra ngoài. Còn đi vô chùa cầm hai cái điện thoại, giao là giao hết hai chiếc, tuyệt đối không phải giao một chiếc giữ một chiếc. Giả dối không đúng. Cái tâm giả dối là cái tâm sạch duyên phước. Nên đã giao là phải giao hết, giao sạch. Thì thấy chưa, vừa nói chuyện nghiêm túc thôi là ở dưới. Thấy chưa, có cái bà phải làm nè. Không đơn giản đâu, thấy chưa. Những cái điều này nói nó lợi ích dữ lắm mà, nhưng mà người ta lại buồn ngủ. Nó chỉ được một chút thời gian thôi. Vì có nguyên một cái bài giảng hồi nãy qua đây là còn 10 phút nữa là 6 giờ. 10 phút nữa 6 giờ. Vậy mà giờ này 6 giờ 40 là tính ra nó cũng dài dáng gần 50 phút rồi.
Nhưng mà cái thời gian vui nó dài thiệt dài, mà thời gian nghiêm túc này chỉ có 7-8 phút thôi. Vậy mà nhìn mắt mũi bà nào bà đấy. Thấy chưa? Vì thấy không? Phương tiện thì độ 10 mà thật chất thì độ 1. Đó, rõ chưa? Đó. Nên mong chúng của mình á, mỗi ngày ai cũng sống bình an, ai cũng có nụ cười, ai cũng có niềm vui. Niềm vui là xóa tan khổ đau, niềm vui là thắng mọi khổ đau. Nên quý vị trước nhất phải có niềm vui, có sự an lạc thì mình mới giúp được người thân của mình. Mỗi ngày chúng ta sống thường biết cười, nụ cười là chỗ đặc biệt để mà chúng ta thắng được mọi khổ đau. Nhớ. Mà con người mà cái tâm trạng mình thường vui vẻ an lạc là ngay chỗ nào? Có nhiều cái gánh nặng mình buông xuống được. Con người ta thường lo những việc mà chưa đến với mình, và thường nặng nề nghĩ đến những việc đã qua. Đây là những cái áp lực để tạo ra nguồn gốc khổ đau, gọi là gánh nặng. Còn một người mà mình làm bao nhiêu chuyện nhưng mà mình lại không bị nặng nề với cái gánh nặng đó, thì quý vị vẫn có nụ cười, vẫn có niềm vui. Như chính bản thân Nhà Đức thấy rằng là mình như có một cái nguồn năng lượng mà chính mình tích tụ. Nghĩa là từ sáng sớm thức dậy cho tới tối luôn, lúc nào cũng làm việc tiếp người. Như hồi chiều này xuống nấu ăn, xong tranh thủ chạy về tắm, qua ăn cơm, rồi nói chuyện, rồi tiếp Phật tử. Đến 5 giờ 10 xong về phòng, rồi xách xe chạy qua đây. Vừa qua đây xong chuẩn bị tới giờ qua giảng pháp. Nghĩa là làm việc đầu óc xuyên suốt luôn. Nhưng mà những đứa không có thấy gì nặng nề đầu óc hết. Là vì sao? Vì những đứa không đem những thứ đó làm mình áp lực nặng nề. Nếu như quý vị làm được điều đó thì đặc biệt lắm. Tại vì sao? Mình nhớ Phật, niệm Phật, mà chữ Phật là chữ hóa giải những cái nặng gánh, những cái nặng nề của nội tâm. Chữ Phật là chữ hóa giải gì? Chữ Phật là chữ giải thoát. Giải thoát. Nếu như mình nghe đạo mà mình không có tâm giải thoát thì tức khắc mình có rất nhiều sự gánh nặng, nó áp lực chính mình. Mà cái áp lực này nó làm quý vị khó có nụ cười lắm. Một con người chúng ta có nụ cười là vì chúng ta không có áp lực nặng nề. Vì trong cái cuộc đời chúng ta tin 100%. Có những việc chúng ta lo mà vẫn không làm được. Còn có những việc chúng ta làm được nó sẽ là được. Còn có những việc mình có lo, cỡ nào lo nó cũng làm không được. Không phải là mình không lo làm, mà mình làm thì phải nhiệt tình. Nhưng khi làm xong rồi, mình tập làm sao đừng bị nặng gánh. Cái này rất là quan trọng. Nếu như cái này mà những đức làm không được thì những đức không có nói được chứ quý vị nghe đâu. Mà nếu những đức là người nặng gánh là quý vị nghe những đức giảng thì sẽ biết liền. Là quý vị sẽ nghe nó rất nặng gánh. Thí dụ như bây giờ mình á, nói những điều mình chỉ trích người ta bằng tâm oán hận, quý vị nghe vì thấy nặng gánh lắm. Còn quý vị giải thích cho người ta nghe để người ta nhẹ nhàng, để người ta hiểu đi, thì quý vị sẽ không bao giờ nghe mà thấy nặng gánh. Còn thí dụ như lúc mình chỉ trích người ta bằng tâm oán hận, hoặc là mình nghe có những người ta nói những câu rất ngon ngọt, nhưng mà tâm của người ta bên trong là người ta đang oán hận, sẽ hoàn toàn nó có một cái giao cảm. Nó cảm thấy quý vị thấy có một cái gì đó, nó nặng nề dữ lắm. Nên quý vị nhớ rằng tu hành là gì? Tu hành là thoát ra được từ cái tâm đó. Những cái thứ oán hận, những cái thứ không vừa lòng, không vừa ý, những cái ý niệm mà mình thủ đoạn này, thủ đoạn kia để hại người khác, những thứ đó mình đem ra khỏi cái tâm mình đi lại bị nhẹ dữ lắm. Rất là nhẹ. Những đứa thấy rằng là cả ngày những đứa sống, những đứa không có bao giờ có một ý niệm gì mà những đứa có thủ đoạn gì mà hại người, hoặc là mình có một thủ đoạn gì mà mình chiếm đoạt cái gì của ai. Không có. Nên những đứa rất là an lạc, rất là vui. Đây là 100% luôn. Nên những đức nói rằng là phương pháp mà giúp khổ đau tan biến là bằng cách quý vị phải nhớ Phật, nhớ thế giới cực lạc, và quý vị phải thường có nụ cười. Đây là phương pháp hay nhất luôn. Bây giờ mấy anh em ở trong cái ngôi chùa tu tịnh độ này đi, hay các cụ, hay đại chúng, hay Phật tử đến đây cộng tu đi. Những Phật tử đến đây cộng tu ở 1 tuần đi. Quý vị giao điện thoại, vì không cần nghĩ ngợi chứ. Khi trước khi mình đi đến chùa mình tu đi, mình nói gia đình rõ ràng chứ đi. Chuyến đi này của tôi đi 1 tuần lễ, là 1 tuần này ông hay bà về ở nhà lo chuyện đi.
Còn riêng bản thân tôi sẽ lo toàn tâm toàn ý, tôi lo tôi tu tập trong một tuần đó, sẽ đến chùa là giao hết điện thoại và không bao giờ dính dáng cái gì điện thoại gọi về hỏi thăm chuyện này chuyện kia, mà để cho tôi một tuần tu nghiêm túc đàng hoàng. Thì trước khi đi mình nói rõ ràng đi, mà mình nói được rồi mà sợ bản thân mình không làm được, mình đi đến đây rồi mà lúc mình rảnh rảnh mình lại kiếm cách mình điện thoại gì mình hỏi thăm, mình sợ nào là ăn trộm vô nhà lấy đồ, rồi mình sợ này sợ kia, không biết chồng vợ gì có đưa con đi học hay không, không biết rồi tối hôm nay ông có phá cửa nhà không. Mình lo những cái chuyện như vậy đó, nên mình đến đây mình tu, nó không có được sự an lạc của nội tâm đó. Chứ nếu như mà mình đã giao một tuần thì mình thử, thử thí nghiệm một tuần đi. Mình thử thí nghiệm một tuần. Còn có nhiều người làm cha làm mẹ già thì cái già lớn tuổi, nhưng mà bận tâm với đứa con có vợ có chồng rồi, tụi bay phải lo này kia nghe không, tụi bay phải gì 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 nghe không. Đứa con nó quay lại nó nè, thôi mẹ mẹ ba ơi, mẹ ba ơi, nghỉ đi, chúng con lớn rồi, chúng con tự lo cho mình được, chúng con làm được, đừng có lo chi cho nó mệt lắm, ba mẹ lo nghỉ ngơi đi, đừng có lo nữa nghe. Mà mình cứ theo mình nói cho nó nghe, mình phải lo cho nó để nó sanh nó phiền não, rồi cuối cùng đứa con nó tránh xa mình. Mỗi lần nó đến gần mình là mình nói nó là nó nói nhức xương mệt mỏi, rồi nó tránh xa mình luôn. Nó quý vị coi cái nặng gánh mà mình mang nó nhiều thứ lắm, nó thành là cái bệnh nghiệp á. Nghiệp là cái đó đó. Có nhiều người ta nói nghiệp mình nặng lắm, mà nghiệp nặng mà không biết cái nghiệp mình là chỗ nào. Nghiệp là chỗ đó đó. Thí dụ như một ngày nào chúng ta cũng chết đi, con mình cũng tiếp tục mà sống à. Nên bây giờ con mình đã lớn rồi, mình tạo điều kiện cho con mình để nó sống đi. Nó sống mà nó thuận thì nó cũng tốt, mà nó nghịch nó cũng tốt. Tại vì nó nghịch nó sẽ cảm giác được cái việc lo lắng của cha mẹ dành cho nó. Còn bây giờ lúc nào nó cũng thuận hết trơn là nó không bao giờ cảm giác đến cái điều mọi vị lo lắng cho nó đâu. Vì lúc nào nó cũng thuận hết trơn, bây giờ nó đâu có cảm giác đến cái điều quý vị lo lắng cho nó. Quý vị lo cho nó nói lo gì, tôi thuận vậy mà lo tào lao, lo cứ khơ quá nó. Nên có những lúc nó gặp những sự nghịch thì nó sẽ cảm giác đến cái lời của cha mẹ nhắc nhở quan tâm cho nó. Nên nhiều cái trong cuộc đời này chúng ta làm được, nói được thì chúng ta làm, chúng ta nói. Chúng ta làm không được, nói không được thì chúng ta tốt nhất niệm Phật là hay nhất luôn. Chỉ có niệm Phật thôi nghe, nhưng mà giải quyết bao nhiêu vấn đề đó, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nói bây giờ quý vị coi như chùa mình kinh doanh cái gì để nuôi bao nhiêu con người này. Thì chỉ có trong chùa niệm Phật mà quý vị, nếu ở đây mà không có phương pháp niệm Phật thì đến đây làm gì? Còn tu đến đây làm chi? Bây giờ chùa này không lẽ mỗi ngày đi làm công quả bao nhiêu đâu, mà không có thờ khóa tu chánh điện này thì con chùa này cỡ nào, nó buồn cỡ nào chưa? Nó buồn không tưởng tượng được luôn á. Bây giờ mình đi làm gì đi làm, chứ mình đi ngang cái chánh điện mình thấy các cụ niệm Phật đồ lễ Phật rầm rầm, trong lòng mình làm việc mình cảm thấy hưng khởi cái tâm, nấu ăn cũng hưng khởi. Bây giờ thử đi, bây giờ ở đây mà nấu ăn cho bao nhiêu con người này đi, mà chùa này không lên chánh điện tu đi vì nấu không nổi đó, trong lòng quý vị sẽ cảm nhận rằng trời nấu ăn gì đâu mà giờ này mà mấy bả đi ra ngoài kia quýnh bài mấy cái rồi nó đi lang thang ngoài đường, nó đi chèn, nó cự lộn, nó quýnh lộn rầm rầm. Bây giờ nãy bắt mình đi nấu ăn cho nó ăn, rồi cái chuyện làm thì tôi thấy vô ích quá, vô nghĩa quá, thấy không? Sao làm? Nhưng mà bây giờ có cụ lên chánh điện qua tu, còn người ta đi làm công quả, mỗi người mỗi việc. Mình đi nấu ăn thì tự nhiên trong lòng mình chấp nhận cái việc mình đi nấu ăn để lo cho những con người tu hành. Lúc đó lương tâm mình mới cảm thấy an lạc khi mình nấu ăn. Cái an lạc là mình thấy mình nấu ăn ra nó ý nghĩa. Còn nếu như bây giờ nấu ăn cho kẻ ăn nhậu, nấu ăn cho cái người mà đi quýnh bài quýnh bạc, nấu ăn cho người đi lu bu lộn xộn, rồi bắt đầu mình làm cực gì hóa ăn, trong lòng quý vị nấu ăn sẽ không có an lạc đâu. Cái không an lạc này nó diêu cảm luôn á, nó ảnh hưởng từ cái người không tu đó và chính bản thân mình cũng bị ảnh hưởng luôn. Nên cái ngôi chùa mình vui an lạc là do nó kết hợp quá nhiều mảng. Một là thuyết pháp cởi mở tâm tư, hai là gì, là người trong chùa rảnh lên chánh điện tu, ba là gì, người đi làm công quả, bốn là gì thì người nấu ăn, năm là gì, có nụ cười đó. Nên mình mới vô đây mình tu mình an lạc được, chứ nếu không sao an lạc đó. Hồi sáng cái gì đó, những đứa gặp một cái anh chàng kêu đưa qua đây cộng tu, tại thấy bên đây nam nhiều, thì anh bị cái bệnh gì đó, bị nhức cái chân cái đùi đó. 33 tuổi nhức ngay cái đùi,
Mà bác sĩ đi khám, bác sĩ không biết bệnh thì bệnh gì, nó đuổi lại nhất. Thì anh hỏi Như Đức, dạ thưa thầy, bệnh thì bệnh gì thưa thầy? Như Đức nó cũng không biết luôn. Bác sĩ không biết sao tôi biết, hiểu không? Nhưng mà nhân quả trong nhà Phật á, nhìn quả thì biết nhân, nhìn nhân thì biết quả. Bây giờ tự nhiên cái đùi mình nó đau vậy mà bác sĩ khám không biết bệnh này là bệnh gì. Vậy thì mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình đã từng đập ai mà trong đời kiếp nào sụm bằng chè, sụm chân, sụm cẳng, hay mình đập con vật gì mà nó bị đau đớn. Bản thân mình đã gieo cái nhân gì thì bây giờ mình chịu cái quả báo là tự nhiên cái đùi mình giờ nó đau nhất không tưởng tượng được. Cũng như Ngộ Đạt Quốc Sư giết lầm chịu thố thôi, theo mự đời, cuối cùng cơ hội chín mùi đến lúc làm một ghẻ mặt người ngay đầu gối của ông để hành hạ ông, thấy chưa? Ông giết người ta, bây giờ người ta đòi mạng lại. Vì bây giờ cái đùi này đi khám bệnh hoài mà không biết tại sao nó nhức, bệnh gì. Vì thì ông đã từng đập người ta, bây giờ cái quả báo tự nhiên cái đùi nó đau. Vì biết rằng có những người mà người ta đau, cái vị bác sĩ khám không biết bệnh gì, nhưng mà ở bên trong nó là như bao nhiêu mũi kim nó chích 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 chích. Hoặc có những người ta không hiểu, ta tức người ta lại lấy tay người ta quýnh vô tim. Hoặc có những người ta nhức đầu, người ta lấy tay người ta đập vô đầu người ta thêm, cuối cùng tự nhiên mình đập vô đầu mình, đầu nó đã đau rồi đập thêm thì nó càng đau vô duyên. Chưa thấy không? Bây giờ đầu mình đã đau rồi, bây giờ mình phải bình tĩnh lại để dịu cái tâm lại, bình tĩnh lại để dịu cái tâm lại thì cái đầu đỡ nhất. Còn nếu như mình đập vô đầu mình thêm nữa thì cái đầu mình nó càng nhức. Cái đó gọi là tức tối, không vui trả nợ. Còn bây giờ mình nghe đạo rồi là mình vui vẻ mình trả nợ. Mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình trả quả báo ở thế gian này để mình tránh quả báo ở tam đồ ác đạo. Cái quả báo thế gian này nó nhức cái đùi chút, nó nhức cái đầu chút, nó nhức cái chân chút, nhức cái đít chút. Nhưng mà nó lại tránh được cái chuyện bị chặt đầu lột da mổ bụng, xẻ xương cắt thịt ở trong tam đồ ác đạo. Nếu như quý vị nghĩ cái chuyện trả thế gian này mà nặng thì so sánh với tam đồ ác đạo, chúng ta nói thật sự, một phần khổ ở thế gian này, quý vị nhớ kỹ nghe, ở thế gian này khổ một lần bởi vì chịu không nổi. Quý vị muốn đi vào tam đồ ác đạo để chịu 1 tỷ lần à? Tam đồ ác đạo không đơn giản đâu. Bậc A-la-hán mà chứng quả, nhìn lại những đời kiếp mình đã đọa lạc mà mồ hôi tót ra máu, vì nghĩ cỡ nào chưa? Mẹ của quan mục nữ khi mà bà được tái sinh mới đẻ ra biết nói chuyện, hỏi bà về địa ngục, bà nói đừng nói nữa, và chỉ có khóc thôi. Vì cái khổ đau trong địa ngục không tưởng tượng được nên nói không có nổi. Nên từ nơi đó mà ở đây mình chấp nhận, mình vui mình trả đi, mình trả ở đây nó tránh được tam đồ ác đạo. Nên cái người tu đạo đặc biệt nhất của chúng ta là dịu được cái tâm. Nên tại sao những bài pháp như Đức giảng người ta nghe đông? Là vì người ta thích cười. Có người ai thích cười quý vị? Có người chúng ta mà không cười là nó ngủ. Chỉ cần không vui là nó ngủ. Chỉ cần mà lúc nào mà giảng chánh tông nguyên văn của kinh nghiêm túc, con người nó nghiêm quá là nó làm sao? Nghiêm quá thì chùa chúng ta mà cái thờ khóa tu mà cái điệu địa chung là Như Đức tính kỹ lắm á, biết thấy không? Nó đánh như vậy mà có người còn ngủ lên mà nó đánh mà rầm rầm. Nam mô A Di Đà Phật, 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 mà có nhiều bà có nhịp một chút là bà nhịp theo cái chữ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ê coi có không? Có không? Có người ngồi gần làm gì không? Đó.
cái điệu địa chung mà đánh rầm 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 mà ngồi mới vô nè mời chung nó ghen cái móng niệm luôn á, chứ đừng có nói mà tụng kinh. Hồi đó mà tụng kinh á, Vô Lượng Thọ mà kế bên á mà có một cái chú mà đến nỗi mà vừa mới nguyện hương là ngủ gục, kinh khủng này. Mới nguyện hương là ngủ gục rồi, còn mới cái vô một cái chương đầu tiên thôi là ông nằm tại chỗ ngủ luôn. Mới vô là cái gì, chưa hết chương một là ông nuốt nước miếng vừa qua một chương là ông vẹp tại chỗ ngủ luôn. Lễ Phật mới bị coi lễ xuống nằm ngủ tại chỗ, ba lại cái thằng kia quýnh vô đích một cái đứng lên, cứ ngủ hoài lại mà còn ngủ. Vì thấy căn tính mình bèo chưa, bèo còn hơn thèo lèo. Thấy chưa, bị coi vậy mà muốn làm chuyện cao xa. Bởi vì mới đưa ra cái điều địa chung 20 phút, lễ Phật 45 phút, rầm rầm vậy nó còn ngủ. Coi có ngủ không? Thấy chưa? Bởi vì Phật chỉ mình thờ mạo pháp niệm Phật thành tựu, vì thấy chưa? Rõ ràng không? Tại câu Phật hiệu đi đứng nằm ngồi niệm Phật được, chứ quý vị đi đứng nằm ngồi tụng kinh trì chú được không? Khó, cực kỳ khó luôn. Nên từ nơi đó con người ta bây giờ mà chỉ cần im im là nó ngủ liền. Im im là ngủ à. Mỗi một vị thầy giảng pháp đều là giảng trầm hay là giảng cao hay là giảng thô, nhưng phải lót cái vui vô. Không vui là ngủ hết. Thật sự luôn, không vui là ngủ liền. Ví dụ giờ những đức lên chia sẻ Phật pháp, mà những đức lên đây những đức rê ra, đi về bị nhớ là chúng ta vô chùa tu hành phải niệm Phật, lo tu hành phải biết cái quy củ ở trong chùa như thế nào. Cái đó là nói vui thôi đó, không quý vị mới thấy cười đó. Chứ nếu mà nói thật mà từng nào cũng qua đây mà cũng nỉ nê nói, mấy bà già này tới giờ bà vô nghe pháp bà chốn. Mấy thầy mấy chú là đi gịch đi kéo đi lôi vô đây. Còn vị coi bây giờ những buổi giảng như Đức mà tới giờ là chưa tới giờ thì nhanh tranh thủ chạy vô, tranh thủ thì vô tôi kiếm vô ta ngồi liền. Tại vì giảng nó vui sống động, ta có nụ cười, càng ngồi trên thì càng có năng lượng, càng có cái cảm giác như hừng hực cái tâm không ngủ được luôn. Vì coi cái ngày chủ nhật một fan hâm dọa bây giờ thôi đừng có nói nữa. Làm hình ảnh gì nó quay vu. Nên để vài bữa mấy bạn làm như Đức đem qua đây như Đức đưa cho mỗi câu mà làm tặng cho cái đó. Cái tấm hình nó ngộ đấy chứ. Mà ngộ lắm mà chủ nhật mới đây nè, vui lắm. Quý vị biết rằng người ta đi về chùa vậy nên người ta mới thích đi về chùa. Đúng là cái pháp môn tịnh độ này rõ ràng cái pháp thờ mạt pháp, độ chúng sanh thờ mạt pháp. Nên mỗi một con người mình tu cái phương pháp nào gì, nhưng mà mình thấy mình tu mình không có được cái kết quả, không có nụ cười, thì mình coi cái pháp nào mà mình có nụ cười mình tu. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Cười lên cái coi vị ơi. Chúc toàn thể đại chúng an lạc vị ơi. Và chúng ta quyết tâm niệm Phật đời này về cực lạc gặp nhau nghe. A Di Đà Phật. Rồi chúc vị sức khỏe. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng
chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.